Chào mừng các con đã quay trở lại với những bài học tiếng Việt lớp 4 cùng với olm.vn. Các con thân mến, ở buổi học hôm trước, chúng ta đã được tìm hiểu về câu hỏi và đã có một tiết luyện tập những bài tập liên quan đến kiểu câu này. Chúng ta đã biết được rằng, câu hỏi là loại câu mà chúng ta dùng để hỏi về những điều chưa biết. Vậy, ngoài mục đích đó ra, chúng ta còn có thể dùng câu hỏi vào những mục đích nào nữa? Bài học ngày hôm nay sẽ giải đáp những thắc mắc của các con về vấn đề này. Cô mời các con cùng đến với bài học Luyện từ và câu, dùng câu hỏi vào mục đích khác. Như thường lệ, bài học của chúng ta gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần nhận xét, phần thứ hai là phần ghi nhớ và phần thứ ba chúng ta sẽ cùng đi vào luyện tập. Bây giờ, hãy cùng đến với phần đầu tiên của bài học này là phần nhận xét. Bài tập đầu tiên như sau. Các con hãy đọc lại đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm và chú Bé Đất trong truyện Chú Đất Nung. Đoạn hội thoại như sau. Sau khi đọc đoạn hội thoại này, các con hãy giúp cô trả lời những câu hỏi sau. Theo các con, các câu hỏi của ông Hòn Rấm có dùng để hỏi về điều chưa biết không? Nếu không, chúng được dùng để làm gì? Trong đoạn hội thoại, chúng ta nhận thấy ông Hòn Rấm có hai câu hỏi dành cho chú Bé Đất. Câu hỏi thứ nhất, sao chú mày nhắc thế? Và câu hỏi thứ hai, chứ sao? Liệu rằng hai câu hỏi này có được dùng để hỏi về những điều mà ông Hòn Rấm chưa biết hay không? Hai câu hỏi của ông Hòn Rấm không hề được dùng để hỏi về những điều chưa biết. Đối với câu đầu tiên, sao chú mày nhắc thế? Đây là một câu dưới hình thức câu hỏi, nhưng thực chất là dùng để chê trách chú Bé Đất, tại sao chú bé lại nhắc thế? Câu hỏi thứ hai, chứ sao? Câu này cũng được mang hình thức của một câu hỏi, tuy nhiên nó lại dùng để khẳng định, nhấn mạnh là đất có thể nung trong lửa được. Để tiếp tục tìm hiểu về những trường hợp khác có thể dùng câu hỏi với một mục đích khác, chúng ta sẽ đến với bài tập số 3. Đây là một câu hỏi tình huống. Trong nhà văn hóa, em và bạn đang say sưa trao đổi với nhau về bộ phim đang xem. Bỗng có người bên cạnh bảo, các cháu có thể nói nhỏ hơn không? Em hiểu câu hỏi ấy ý nghĩa gì? Chúng ta có nên coi đây là một câu hỏi hay không? Liệu rằng khi rơi vào trường hợp này, các con sẽ làm gì hay sẽ trả lời người đó như thế nào? Thực chất, câu hỏi này không dùng để hỏi về những điều chưa biết, mà để dùng yêu cầu các cháu nói nhỏ hơn. Như vậy, nếu chúng ta ở trong trường hợp này, chúng ta không thể trả lời là có thể hoặc không thể, mà chúng ta nên xin lỗi người đó và giữ im lặng. Vậy, thông qua các bài tập vừa rồi, chúng ta có thể thấy được rằng, ngoài mục đích để hỏi về những điều chưa biết, câu hỏi còn được dùng trong rất nhiều trường hợp khác nhau. Chúng ta cùng rút ra ghi nhớ. Nhiều khi ta có thể dùng câu hỏi để thể hiện. Thứ nhất là tỏ thái độ khen chê. Thứ hai là để khẳng định hoặc phủ định. Và thứ ba là để thể hiện yêu cầu, mong muốn. Giống như bài tập vừa rồi mà chúng ta vừa tìm hiểu. Bây giờ cùng áp dụng ghi nhớ này để giải quyết các bài tập trong phần luyện tập nhé. Bài tập đầu tiên. Các câu hỏi sau được dùng để làm gì? Chúng ta có 4 câu như sau. Câu đầu tiên, dỗ mãi mà em bé vẫn khóc. Mẹ bảo, có nín đi không? Các chị cười cho đây này. Câu thứ hai, ánh mắt các bạn nhìn tôi như trách móc. Vì sao cậu lại làm phiền lòng cô như vậy? Câu thứ ba, chị tôi cười. Em vẽ thế này mà bảo là con ngựa à? Và câu cuối cùng, bà cụ hỏi một người đang đứng vơ vẩn trước bến xe. Chú có thể xem giúp tôi mấy giờ có xe đi miền Đông không? Các con hãy đọc kỹ và giúp cô chỉ ra tác dụng của những câu hỏi này nhé! Ở ví dụ đầu tiên, câu có nín khóc không? Không nhằm mục đích hỏi về những điều chưa biết, mà người mẹ muốn yêu cầu em bé nín khóc. Ở câu thứ hai, vì sao cậu lại làm phiền lòng cô như vậy? Đây là một câu hỏi thể hiện sự chê trách của các bạn đối với nhân vật tôi, khi đã làm cô phiền lòng. Câu hỏi thứ ba, em vẽ thế này mà bảo là con ngựa à? Như vậy,
Bằng câu hỏi này, người chị đã chê em vẽ không giống với con ngựa thật. Và ở câu cuối cùng, chú có thể xem giúp tôi mấy giờ có xe đi miền Đông không? Câu hỏi này thay cho một lời yêu cầu nhờ cậy người kia. Chúc mừng các con đã hoàn thành bài tập đầu tiên của phần luyện tập. Bây giờ cùng đến với bài tập thứ hai nhé. Các con hãy đặt câu phù hợp với các tình huống cho dưới đây. Cô có 4 tình huống như sau. Các con hãy đọc kỹ và đặt câu hỏi phù hợp với từng tình huống. Cô sẽ đưa lại cho các con một số gợi ý như sau. Đối với trường hợp đầu tiên, trong giờ sinh hoạt đầu tuần của toàn trường, em đang chăm chú nghe cô hiệu trưởng nói thì một bạn ngồi cạnh hỏi chuyện em. Em hãy dùng hình thức câu hỏi để nói với bạn. Chờ xong giờ sinh hoạt sẽ nói chuyện. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi như sau. Bạn có thể đợi sau giờ sinh hoạt chúng mình sẽ nói chuyện được không? Như vậy, đây là một câu mang hình thức câu hỏi. Tuy nhiên, nó được dùng để yêu cầu, đề nghị người khác đúng không nào? Đến với trường hợp thứ hai. Đến nhà một bạn cùng lớp, em thấy nhà rất sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Hãy dùng hình thức câu hỏi để khen bạn. Nếu ở trong trường hợp này, chúng ta sẽ đặt câu như thế nào các con nhỉ? Chúng ta có thể đặt câu, sao mà nhà bạn gọn gàng, ngăn nắp thế? Trường hợp thứ ba, trong giờ kiểm tra, em làm sai một bài tập. Mãi đến khi về nhà em mới nghĩ ra, em có thể tự trách mình bằng câu hỏi như thế nào? Có thể trong đời sống, chúng ta sẽ nhiều lần rơi vào tình huống như thế này. Vậy khi đó, chúng ta sẽ đặt câu như thế nào các con nhỉ? Có gì khó đâu, sao mình lại lú lẫn thế nhỉ? Đấy là một câu mà chúng ta có thể tự hỏi bản thân mình. Ở trường hợp tiếp theo, em và các bạn trao đổi về các trò chơi. Bạn Linh bảo, đá cầu là thích nhất. Bạn Nam lại nói, chơi bi thích hơn. Em hãy dùng hình thức câu hỏi để nêu ý kiến của mình. Chơi diều cũng thú vị. Để nêu lên ý kiến của mình như trong trường hợp này, chúng ta sẽ đặt câu như thế nào? Chúng ta có thể nói với các bạn, chơi diều cũng thích đấy chứ. Vừa rồi là một số trường hợp mà các con có thể dùng câu hỏi thay cho những lời nói bình thường trong đời sống. Bây giờ cùng đến với bài tập thứ 3. Hãy nêu một vài tình huống có thể dùng câu hỏi để. Thứ nhất là tỏ thái độ khen, chê. Thứ hai là khẳng định, phủ định. Và thứ ba là thể hiện yêu cầu, mong muốn. Trong suốt những bài tập vừa rồi, chúng ta đã gặp rất nhiều tình huống mà câu hỏi được dùng với ba tác dụng này. Vậy bây giờ, các con có thể tưởng tượng và ghi lại một số tình huống có thể xảy ra trong đời sống khi các con phải dùng câu hỏi với những tác dụng này được không? Cô có thể nêu ra một số tình huống như sau. Trước hết là tình huống chúng ta dùng câu hỏi để tỏ thái độ khen, chê. Hai bạn cùng đến một cửa hàng và thấy một món đồ lưu niệm rất đẹp. Mai thốt lên, tại sao chiếc nơ này lại xinh xắn thế nhỉ? Như vậy ở đây, bạn Mai đã dùng một câu hỏi để khen chiếc nơ này xinh xắn, đúng không nào? Trường hợp thứ hai là trường hợp chúng ta dùng câu hỏi để khẳng định, phủ định. Lan và An cùng nghe một bài hát mới. Lan khen bài hát đó hay. Trái lại, An nói, bài hát này mà hay á? Đây là một câu hỏi mà An dùng để phủ nhận lại ý kiến của bạn Lan. Hay nói cách khác, bạn An đang muốn nói rằng bài hát này không hay như lời mà Lan đã nói, đúng không nào? Đối với trường hợp cuối cùng, chúng ta sẽ dùng câu hỏi để thể hiện yêu cầu mong muốn trong trường hợp sau. Thấy con đang mải xem tivi, mẹ muốn con gái giúp đỡ mình chuẩn bị bữa tối. Người mẹ có thể nói, con gái có thể giúp mẹ một tay không? Đây không phải một câu hỏi thể hiện điều mà người mẹ chưa biết, mà người mẹ dùng câu hỏi này để thể hiện yêu cầu mong muốn đối với con gái của mình. Và vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều tình huống có thể dùng câu hỏi vào những mục đích khác nhau. Thông qua bài học này, cô hy vọng các con có thể hiểu đúng ý nghĩa của các câu hỏi mà các con bắt gặp trong đời sống cũng như sử dụng câu hỏi một cách linh hoạt trong giao tiếp. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau cùng với OLM nhé!